nằm mơ thấy mình đánh nhau với người khác lành hay dữ. Việc bản thân bạn nằm mơ thấy mình đánh nhau với người khác có thể là bình thường nhưng cũng sẽ làm cho bạn lo lắng bởi thực tế bạn không phải người thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Trong cuộc sống, đôi lúc có những tình huống không tránh khỏi việc gây gổ rồi đánh nhau với người lạ, nguyên do có thể từ những hiểu lầm nhỏ hay xích mích. Nằm mơ thấy mình đang đánh nhau với người khác và bị chảy máu. Trong mơ thì cũng không nên quá hoang mang nhé, bởi giấc mơ chỉ cho biết bạn cần được nghỉ ngơi mà thôi, vì bấy lâu nay có quá nhiều vấn đề khiến bạn mệt mỏi rồi. Nằm mơ thấy đánh nhau với người khác và phải đi cấp cứu. Kỹ năng giao tiếp của bạn khá yếu nên trong lúc quan trọng cần có sự đồng tình và sự tin tưởng của đối tác thì bạn lại không thể nói lưu loát để thuyết phục họ. Nằm mơ thấy mình đang gây gổ đánh nhau với người khác. Giấc mơ phản ánh bạn đã dành quá nhiều thời gian vào công việc và những mối quan hệ xung quanh mà quên đi đấng sinh thành vẫn mong mỏi giây phút được ở bên bạn. Nếu cứ kéo dài có thể sẽ khiến mối liên kết giữa bạn và ba mẹ ngày càng xa nhau đấy. Nằm mơ thấy mình đang bị người khác đánh. Không ít lần chúng ta trải qua một ngày dài vất vả chỉ muốn tìm đến giấc ngủ ngon nhưng trong khi ngủ lại mơ thấy mình bị ai đó đánh, khiến bạn đã mệt lại càng thêm mệt đúng không? Nằm mơ thấy mình đang đánh nhau với chị gái. Giấc mơ này phản ánh thực tại bạn có nguồn tiền rất ổn định, hãy tận dụng nó để phát triển công việc của bạn nhé. Nếu bạn mơ thấy mình bị người lạ đánh, hãy vui vì thấy giấc mơ này bạn nhé, bởi vận may về công việc, sự nghiệp và cả cuộc sống đều sẽ đến với bạn. Hãy cùng chờ đợi và đừng quên cố gắng từng ngày bạn nhé. Nằm mơ thấy đang vung tay định đánh người. Giấc mơ này phản ánh bạn thuộc tuýp người không được thân thiện, đối với bất kỳ ai bạn cũng không mấy nhã nhặn, điều này khiến chẳng ai dám đến gần và kết bạn với bạn cả. Nằm mơ thấy mình đang bị người khác đánh. Không ít lần chúng ta trải qua một ngày dài vất vả chỉ muốn tìm đến giấc ngủ ngon nhưng trong khi ngủ lại mơ thấy mình bị ai đó đánh, khiến bạn đã mệt lại càng thêm mệt đúng không? Nằm mơ thấy đánh nhau với người khác đánh lô số mấy chuẩn nhất. Lô số 22, 94 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình với kẻ thù đánh nhau. Lô số 88, 98 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình bị người lạ rượt đánh. Lô số 91 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình đang đứng coi đánh lộn. Lô số 05, 09 và 62 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy đánh nhau. Lô số 51, 71 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình và người thân đánh nhau. Lô số 39, 85 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy người dân tộc đang đánh nhau. Lô số 10, 86 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình với cướp đánh nhau. Lô số 59, 77 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình và đĩ đánh nhau. Lô số 28 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình đánh con rắn đến chết. Lô số 03, 36, 37 và 79 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy đánh nhau đến đổ máu. Lô số 44 và 98 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình đi đến nơi xa rồi đánh nhau. Lô số 41 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình và bạn bè đánh nhau. Lô số 47, 87 sẽ ứng với giấc mơ nhìn thấy mình đánh nhau ở dưới nước. Chúc bạn thành công và may mắn trong cuộc sống.